Tôi thực sự không đặt cho mình một quan điểm hay triết lý nào về ẩm thực cả. Bởi tôi sinh ra trong một gia đình toàn là đầu bếp, nên ẩm thực đơn giản là cuộc sống của tôi. Tôi lớn lên ở trong căn bếp ngay từ khi được sinh ra và có cùng mục tiêu với mọi thành viên trong gia đình, đó là trở thành đầu bếp. Phong cách ẩm thực của tôi phát triển dựa trên nền tảng truyền thống và phong cách cổ điển, nhưng tôi luôn cập nhật những xu hướng hiện đại trên thế giới. Khi tôi đến Việt Nam, tôi nhận ra rằng các món ăn đều rất tươi và giòn. Vì vậy, món ăn của tôi ngày càng mang tính Việt Nam nhiều hơn. Chúng nhiều màu sắc hơn, tươi hơn, giòn hơn và đặc biệt là có nhiều loại rau thơm, nước sốt của Việt Nam hơn. Serve with more Vietnam herbs and Vietnam sauce to create a little fusion dishes. After work, long hours, I make a lot of. Sau nhiều giờ trong bếp với khối lượng công việc khổng lồ, được chứng kiến sự hài lòng và hạnh phúc của những vị khách khi thưởng thức món ăn là điều khiến tôi tự hào nhất. Và đó cũng là cảm giác thư thái nhất đối với một đầu bếp.